Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại mình đang có mặt ở nhà của chú Tám ở quận Gò Vấp, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay chú Tám có về một số phô mai bonsai ha, đế đẹp nè, lắc lượng duyên dáng. À, giá thì rất mềm luôn. Có mong quý vị ủng hộ cho chú Tám ha. Rất đẹp. Rồi, chào chú. Chào Tám ha. Chào bà con cô bác anh chị em trên toàn quốc ha. Nay mình có lên một clip mai phôi là có 19 cây ha. Dạ. Để phục vụ bà con cô bác anh chị em mình trên toàn quốc ha. Hình thức của mình là bao sống bao ship ha. Dạ. Bao sống bao ship toàn quốc, bao sống cho bà con mình là 2 tháng ha. Dạ. Mình ở xã Bình Định chợ gạo Tiền Giang ha. Dạ. Số điện thoại của mình có để trên màn hình đó là cũng số Zalo của mình luôn ha. Mình vô cây đầu tiên ha. Rồi, số mấy chú? Đầu tiên là 1A ha. Rồi, 1A ha. Rồi, đây đẹp luôn. 40 ha. Của anh giá này là mềm dữ rồi anh em ơi. Hoành là 15 ha. À, sang dòng luôn ha. À, rất đẹp. Một A này mình vô luôn là 370 ha. À, 370 ha. Có em cây đẹp. Giá này quá mềm anh em ơi. Rồi 2A. 2A cao là 40. Là 15. Rồi. À. 2A này mình vô lưu là 300 ha. Rồi, chỉ có 300 thôi. Ba giá là rồi. 3A. Cao là 40. 44. Hoành là 14. Rồi. Ba A này mình giao lưu là 170 ha. 170. Giá mềm này anh em ơi. Xin lép ủng hộ mình đi. Cao là 50. 4A. 4A cao là 50, hoành là 13. Rồi. Trăm năm mươi ngàn ha. 250 ha. Năm A cao là 60. Hoành là 19 ha. Rồi. Đây đẹp luôn ha. Giá này là quá mềm này. Cây 5A này mình giao lưu là 550 ha. Rồi, 550 ha. 6A. Cao là 40. Hoành là 15. Sáu A này mình vô lưu là 300 ha. Rồi, chỉ có 300 thôi. 7A. Cao là 45. Cây này rất mạnh anh em ơi. Mạnh là 19 ha. Rồi, lấy cộng to lực ha. Cộng bự bự không. 7A này mình vô luôn là 400 ha. Rồi, 400. Rồi, hoành to luôn. 8A. Cao là 50. Hoành là 19. Rồi. 8A này mình vô luôn là 300 ha. Rồi, 300. Rồi, lắc lượng luôn. 9A. Cao là 40. Hoành là 15 ha. Rồi. À, đây đẹp.
chín ngày này mình vô luôn là 350 ha. Rồi 350. 10 e. Rồi 10 e. Cao là 64. Quạnh. Quạnh là 17 hơn rồi. Ha. Chít để còn 18 to lực ha. Bốn mặt đều luôn. Người A này mình giao lưu là 500 ha. Rồi 500. Người 1 A cao là 50. Mình là 17. À. Người 1 A này là 400 ha. Rồi 400. 12A cao là 60. 1 đây là 17 ha. Rồi 12A này 550 ha. Rồi, 550. 13A. Rồi, 13A. Cao là 25. Quanh đây là 16 ha. Rồi. À. 13A này mình vô luôn là 300 ha. Rồi 300. 14A. Rồi 14A. Cao là 60. Mình là 16 hơn ha. À, đây đẹp luôn. 14A này mình vô luôn là 307 ha. Rồi 307. 15A cao là 60. Hoành là 16 ha. Rồi. À, đây đẹp luôn ha. 15A này 400 ha. Rồi 400. 16A. Rồi 16A. Cao là 50. Hoành đây là 15, chít nữa là 16 ha. 15 tính 15 đi. 16A này là 250 ha. Rồi 250. 17A cao là 45. Hoành là 15 hơn ha. Rồi. 17A là 350 ha. Rồi 350. 18A. Rồi 18A. Cao là 40. Hoành là 14 ha. 18A này là 250 luôn ha. Rồi 250. 19A. Cái cuối cùng của clip. Dạ, luôn ha. To ha, tất cả đều chắn chực. Cao là 65. Cũ nở luôn. Hoành đây là 23 hơn ha. Dạ. Miếng nữa là 24 nè.
19 nha, này cái cuối clip này giao lưu là 900 ha. À 900. Rồi. Chú có nhắn gửi cho chú. Cuối clip mình cũng xin chúc anh chị em mình gần xa được nhiều sức khỏe ha. Dạ. Vui vẻ trong cuộc sống ha. Dạ. Rồi cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Cảm ơn quý vị ủng hộ cho chú Tám. Bây giờ mình cũng tạm dừng rồi nha. Nhớ like chia sẻ và đăng ký kênh để mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.